Ngay từ những ngày đầu tháng 4 âm lịch, trên quốc lộ 1A đoạn qua chùa Phổ Minh, xã Tâm Anh Bắc và con đường rẽ vào các chùa, những hàng cờ Phật giáo và cờ Tổ quốc đã được cắm dài. Tiếp đến là bàn hương án cũng được các chùa thiết trí. Tuy giản dị nhưng vẫn đầy đủ ý nghĩa và truyền tải hình ảnh Đức Phật đản sanh đến quần chúng nhân dân. Do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, mùa Phật đản năm nay, Ban trị sự Phật giáo huyện Núi Thành không tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại văn phòng ban trị sự cũng như tại các tự viện trong huyện. Mặc dù vậy, các hình thức trang trí trực quan kính mừng đại lễ vẫn được triển khai rộng khắp trên toàn huyện. Tại văn phòng ban trị sự Phật giáo huyện, chùa Minh Tân, thị trấn Núi Thành, tôn tượng Đức Phật đản sanh được tôn trí trang nghiêm phía trước chánh điện với biểu tượng hoa sen, lồng đèn rực rỡ khoe sắc. Theo Đại Đức Thích Huệ Trí, trưởng ban pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam, Phó Ban trị sự Phật giáo huyện Núi Thành chia sẻ, Phật đản năm nay tổ chức tuy giản dị nhưng không kém phần trang nghiêm, thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật, bậc vị nhân của thế giới. Theo như các thông tư của Trung ương Giáo hội thì và cái chỉ thị 15 cũng như là chỉ thị 16 của Chính phủ, thì năm nay chúng ta không có làm lễ tập trung đông người vì để tránh cái sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm COVID-19. Nên theo cái tinh thần chỉ đạo đó, năm nay Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Núi Thành cũng tổ chức lễ đài các cơ sở hoặc là hương án, là chủ yếu là lễ tắm Phật truyền thống, không làm lễ hành chánh và cũng không làm lễ tập trung đông người. Phật tử chỉ đến rồi làm lễ tắm Phật rồi ra về. Chúng ta cũng không tổ chức các cái sự kiện nghệ thuật chào đón Phật đản như mọi năm. Việc thiết lập hương án mừng Phật đản sanh tại các cơ sở chùa trong địa bàn huyện Núi Thành cũng được triển khai rộng khắp, từ các cơ sở thuộc huyện miền núi như chùa Yên Sơn, xã Tâm Sơn đến các cơ sở thuộc hải đảo như chùa Diên Khánh, xã Tâm Hải. Hương án kính Phật đản sanh được thiết trí ngay trước chánh điện để mỗi khách thập phương về viếng chùa trong mùa đại lễ Phật đản để có thể tự mình thực hiện nghi thức tắm Phật, bày tỏ tấm lòng thành kính với đấng cha lành của muôn loài. Tại chùa Long Quang, thị trấn Núi Thành, ban hộ tự và đạo hữu nơi đây đã thiết trí một lễ đài rất trang nghiêm, đầy đủ sắc màu, có cả những chi tiết động như hoa sen khép nở, bánh xe pháp luân quay tròn, tạo không khí sinh động. Tại đây, cư sĩ Phan Gia Ngoạt, trưởng ban hộ tự chùa Long Quang cho biết. Đạo tràng chùa Long Quang chúng con luôn khắc tâm ghi nhớ những lời Đức Phật đã dạy, đồng lòng cùng nhau thiết trí hương án thật trang nghiêm, thanh tịnh, sáng đẹp và rực rỡ để dâng lên cúng dường thập phương chư Phật và tri ân công đức của quý ngài. Nhân mùa Phật đản Phật lịch 2564, chúng con thành tâm kính chúc chư tôn đức tăng ni pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ là cội bồ đề rộng lớn luôn che chở và dạy dỗ chúng con trên bước đường tu học. Kính chúc toàn thể quý đạo hữu, Phật tử đạo tâm thân tâm an lạc, vạn sự cát tường. Nam mô A Di Đà Phật. Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra cùng với dịp cả nước kỷ niệm 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Nhưng do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nên các hoạt động kỷ niệm ngày lễ Phật đản của Ban trị sự Phật giáo huyện Núi Thành được tổ chức giản dị mà vẫn giữ được sự trang nghiêm.